26. Phẩm phương tiện thiện xảo. Bấy giờ thiện hiện suy nghĩ, như vậy Bát Nhã Ba La Mật Đa rất là sâu xa, quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật cũng sâu xa, ta sẽ hỏi Phật hai nghĩa sâu xa này. Nghĩ vậy xong thiện hiện bạch Phật. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, tức là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật, quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật, tức là Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Như vậy Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu và quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật đều rất thâm sâu không cùng tận. Vậy vì sao nói hai việc này là vô tận? Phật dạy: Thiện hiện Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu và quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật đều như hư không, không cùng tận nên nói là vô tận. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát phải làm thế nào để phát sanh Bát Nhã Ba La Mật Đa? Phật dạy: Thiện hiện, các Đại Bồ Tát nên quán sắc vô tận để phát sanh Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán thọ tưởng hành thức vô tận để phát sanh Bát Nhã Ba La Mật Đa, nói rộng cho đến phải quán trí nhất thiết trí vô tận để phát sanh Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, này thiện hiện, các Đại Bồ Tát nên quán sắc như hư không vô tận để phát sanh Bát Nhã Ba La Mật Đa.